Rồi cả nhà ơi, hai lô liền kề, hai lô liền kề, giá cực rẻ nha quý vị, chỉ 7 triệu trên 1 mét vuông, nằm kế với viện hành Mỹ này, song hành với lại trục đường DN3B quý vị, N3B đối diện cổng công ty. Rồi xin mời cả nhà xem những tiện ích xung quanh lô đất nha. Trước mắt chúng ta là bệnh viện hành Mỹ, và chạy 100 mét nữa cách bệnh viện hành Mỹ là quốc lộ 14 rồi ạ, là quốc lộ 14 rồi. Rồi theo mặt tiền của bệnh viện hành Mỹ chúng ta đi là gặp đi theo cái trục đường N3B rộng 25 m, trục này cũng là trục chính để dẫn vào khu công nghiệp rồi ạ. Rồi trước mắt chúng ta là những cái xe mà đưa rước công nhân này, rồi công ty sản xuất ở trước mặt luôn quý vị, sản xuất trước mặt luôn. Rồi xe đưa đón các công nhân của các huyện về với Trân Thành làm việc. Rồi vị trí đất của chúng ta nằm kế những dãy nhà trọ này quý vị, vị trí đất của chúng ta nằm kế 5 dãy nhà trọ liền kề đó, với diện tích ở đây là ngang 5 sâu cho 2 năm phun thổ cư. Đất của chúng ta là đất ở đô thị thuộc phường Minh Thành nha, thuộc phường Minh Thành, thị xã Trân Thành, tỉnh Bình Phước. Đường điện được chủ đầu tư BKMX đi đằng sau lưng, đằng sau nhà, cho nên là trước mặt tiền của chúng ta, trước mặt chúng ta chỉ có những hàng cây xanh cực mát và đằng sau là đường điện thôi. Đó, rất là đẹp nha quý vị. Và điện ở đây là điện thắp sáng cũng đã có hết rồi, đã cắm ở hết khu vực này rồi. Rồi đã có nước sạch sử dụng ở đây, kế bệnh viện, kế chợ, kế trục chính N3B rồi và kế công ty. Và ở đây giá hiện tại chỉ 7 triệu một mét vuông, 7 triệu một mét vuông, đất phun thủ cơ ở đô thị. Liên hệ ngay Trọng Thơ để sở hữu hai lô liền kề này nhá, hai lô liền kề này, kế những dãy nhà trọ này, vị trí đất. Đó, liên hệ cho Trọng Thơ qua số điện thoại 0962854858 để sở hữu bắt đáy giá ngộp tại thời điểm hiện tại ở khu vực BKMX Trân Thành. Trọng Thơ xin chào và hẹn gặp lại nhá.